bà ấy lời là cô nông bằng hai pi là việc proper inheritance để mình person student hay năng application design bảo vệ bà anh chẳng ở lâu anh bà yo C sharp hay ở lâu anh bà cả bà chuyện thamay muối bà là cô đã thá inheritance with application bà hãy ở lúc ạ chờ tí tăng và tôi mất chụp bật tông ok mà bà chẳng ca bà cắt những dự tích bà chụp thử bố bà chẳng ở lúc ạ bà cắt class và add class muối bà person bà tôi mất chụp add nè bà chẳng ở lúc ạ create member viết chẳng ở lúc đã private mình là cái encapsulation string underscore id private string underscore name private string underscore gender và bắt tóm ở tiết ở lúc này bắt cả property đã string và hiện nay đã string ID và tổng hợp ở dưới return ID underscore ID smart and value và nó cứ write chỗ tổng hợp ở dưới cả property mới tiết cứ name và cứ return underscore name đấy và hãy underscore name tua tầm lại bị value và tóm mà mới tiết cứ string này nè này gender và tóm mà cứ return gender smart value và anh chứng alo ai bắt cá property bay rồi, ta tỏ mà alo bắt cá class mới từ tu một đọc vì biết cứ class employee và được gọi cái hào thật student có bán, à nằm bay tu một đọc đấy và là cô bắt student cho, và ta tỏ mà dương ai student đến từ tu một đọc cái inheritance tập cắn person và trong miền này thay po miền robot vì cứ id name gender này để public nó cứ ai cho mà prime nó không student thì bán đấy bà này là cũng ai bắt cá đi sân private string này subject underscore subject private string này underscore gender score bà xin tốt và nó cứ xong đặt double được float đấy bà và tốt mà tiết dựng ai bắt cá private public và string này subject chẳng cả lại này ở lúc I get này underscore gender underscore và return này và chẳng ở lúc này cái nhé vì score này name ID name này gender này và ở đây cả lại này dừng return subject thế và tốt mà tiết ở lúc I under subject to do them like be value và public string này score mà also I get này score underscore và under I set này underscore này score bà trên cái bị áp lực bằng cách về hái nhưng chấp đam cho mà form design ở xong tốt hình bị error này bà miền đây ta áp lực bằng cách viết chữ float này underscore phần tay đập đi đó dùng para này chỉ string trong việc copy này để tập thái trong áp lực thật phải float được cái này bà cái nhé bật error no error cái nhé bà ok và to mà áp lực ai cho vô form và tóm mà ở lúc cho nó rơi vô ví dụ
đầm bay bà hàng thui bọc vĩnh và hãy nâng mũi tiết vô ví dụ vô property nè và đầm bay dân gầm nọt chẳng ở lúc chập đam design form dưỡng và tìm mũi là cụ cho ra label và nè vô label tỏ mơ label chùm nguồn bấy hay tỏ mắt tịch bọc và nè tịch bọc nè tịch bọc hay mũi tiết combo bọc nè và nè tịch bọc đấy hay mũi tiết combo bọc combo bọc combo bọc và to mà tiết lâu ai đã live you và nè cho nên live you mà và chẳng ở lâu ai design viết thôi nhé và to mà ở lâu cho nên bút tống và nè bút tống và to mà ở lâu còn đã cầm nát property mà cái này nó lục đặt ID mà dương chờ rơ và point bên này đặt name và bắt đầu mà đặt ấy gender ok và bắt đầu mà tick box này nó lục đặt ấy tt ID và tt name cmb gender và lại trên đó ở lâu ai cho rơi vô item và miền mail and new line of female và hay bật tỏ mắt ở lâu ai cho rơi bật tông dưỡng cứ btn add và ai cái lại này đã add và hãy chấm này ai leave you nhớ ở lúc ai thả list you và to mà ở lúc ai cho tôi không có lầm nè nằm bây giờ cầm nát cái lầm nó lớn đi bà chẳng ở lúc ai add má hay vô nè so bị ế má xuồn và chẳng nèm với đã call id và hãy tịnh với chân đại id và add to tiết call name và hãy tích dưỡng ném và add mũi tiết call gender và tích dưỡng cứ gender và to mà tiết call, sorry call name call gender call the subject và bật to mà dương anh đã ní subject tech vía và mũi tiết trong cloud call score và cái này ní dương đã score nhé và chắc ở lúc anh ok mà hãy cái này ní grid line cho true mình này thay dương đã là tại vì toàn chân chắc ở lúc mà vô mũi tiết property mũi tiết cái này dù ní ở lúc cho nó vô detail người nhé mình đừng chênh màu ấy và chúng ta lộ ảnh tình đặt mơ dàng xuống bán nhé bạn chứ bắt đầu đặt bật click lên bật tổng ad nè nhìn nhé chân cái lại đi ở lâu ai xe mạch dương ai xe tích dương bật ọc chữ mũi nó lỡ mà đầm bằng nghe xuống và khu bật ọc chữ mũi trên bị class student và smart new này student và bắt đầu ở lâu ai xe object dot ID từ tu làm lại bị thi thi ID đặt tên nhé và object đặt ném từ tu làm lại bị thi thi và ném đặt tên object đặt gender từ tu làm lại bị thi thi xong tốt xin bị gender đặt tên và hãy đặt subject lại bị thi thi ồ xong tốt dương đi dài nhận ở đấy và là khoa nhé và là khoa chúng nó pi tiết và dân dùng thêm
và những anh thay bàn vì đá những khó mà tôi sẽ giờ toàn đi sáng và hay những đã định định sport má và hay đọc về đã sắp chiếc những anh phải combo bọc đồng bây giờ anh chụp mũ chia bán được cái này nữa và bà chứ lý nhận anh thờ sập chết và nhận thờ score ok bà hai lý nhận đặt CMB sập chết và hai dân đặt ok ai thông bía C# program advanced C# java html html chẳng á bà ok bà nhấn phần năng má tóm lại những anh đã chung ấy thì score bà chẳng ở lúc nó bật tông add đá đây chẳng ở lúc double click má cmb subject dot text nhé và object dot score smart convert to single và thì score dot text nhé và tập tỏ mặt tiết ở lúc anh bật cát ly đi ví dụ item này item xoay như này đi ví dụ item mà chân li item đặt tag smart a và chân dân đặt object dot id và li item này sub dot add này ấy kế này object dot name và và dân add item á dot sub này item dot add này object dot gender và item dot sub dot add này object dot sub dot subject và này item dot sub dot add này object dot score và chẳng là ní vì ấy vì ní chẳng dân ai đã to string nữa và chân leave you chúng muốn nhớ cứ ls view và dot item và dot item dot add đấy hai chân dịch bỏ item nó cho tập lập mà nhé và ok mà mình này với add mà đó mà record hay dân vô mà record đó add cho nó leave you của leave you với mà record ok dân ảnh sale cho mà và chứng ở lâu ai xa là bọn tài viết tiêu tài quay xôn xôn muối lý thế phết xây hiện mục chi ấy nế và bắt đầu mất bàn tụ màn cài dân sập bài dân tài nế và ở lúc chuyện ẹt mất cái nhé trồn máu và nhé và bò miễn viên trồn máu này nhé
và nếu như cái thì họ nghe nghe mới đại dương application với tệ tôn chung mùi năng ổ phí đại dương bà cho tập can ọc chuyện hái dương năng kiên ọc chuyện mà quên và chứng bà to lùm hạt tiết tiết khu năng miền việc bà to tiên chứng bờ sân chí miền bàn hả ai tệ tôn mà là cổ bàn bà cho ọc con trán bà để chui xe được gọi chui lái năng chuyện việc thái là lên YouTube hôm nay bà ọc con trán.